chỉ còn có 3 trái thôi và nó cũng không được ngon nữa, nhưng mà tại thèm quá nên mua đại nha mọi người, không biết là nó có ngon hay là không. Thì bây giờ mọi người sẽ mít nha, sẽ mít Duy nha. Thì bây giờ Duy và bé Sù sẽ xẻ trái mít này nha mọi người nha. Sù con ngồi im đi, con đi đâu vậy bé Duy? Con không muốn xẻ mít với mẹ hả? Lần đầu tiên nha mọi người ơi, lần đầu tiên đi mua trái, tự mua trái mít ở nhà luôn. Thấy lúc nào nó cũng bự hết mọi người. Lần này thấy trái này nó vừa vừa nha. Vì cái gai của nó chưa có nở đó, nhưng mà tại vì Duy muốn mua quá nên là Duy lấy luôn. Duy nghĩ chắc cũng không sao. Thì lúc mà mang bầu á mọi người, thì đến tuần thứ 37 đến tuần thứ 39 là thời gian bình thường để em bé ra sinh ra nha mọi người. Thì bác sĩ không bao giờ để cho mình mang thai quá 40 tuần, cho nên là những ai mà mang thai tới tuần thứ 40 thì cuối tuần thứ 40 thì bác sĩ sẽ gọi vào bệnh viện để bắt em bé ra, và đó là trường hợp của Duyên đó mọi người. Bé Sù nó không chịu ra mọi người ơi. Thì cuối tuần thứ 40 á, thì sáng hôm đó là 8 giờ sáng Duyên vào viện, thì đến 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm sau thì bé Duyên mới sanh nha mọi người. Thì lúc mà nằm viện chờ sanh á, là mình không được ăn cũng không được uống luôn mọi người, tại vì bác sĩ nói là sợ nếu như mà không sinh thường được đó là phải sinh mổ. Không sinh thường được phải sinh mổ, nên là sinh mổ là không được ăn nha mọi người. Y tá trong đó là chỉ cho Duy mấy cái cục nước đá thôi để nhậm cho đỡ khát đó mọi người, cũng không được uống nước luôn nha. Thì mọi người cứ nghĩ đi, gần 2 ngày nằm trong bệnh viện không ăn không uống, thì tới khi sanh có nổi hay là không nha mọi người, đâu có rặn nổi đâu. Thì Duyên từ khi mà Duyên vào phòng sanh cho tới khi bé Sù ra là 3 tiếng rưỡi đồng hồ nha mọi người. 3 tiếng rưỡi mới ra. Và khi mà sanh bé Sù ra thì bé Sù nó bị sốt nhẹ mọi người. Bé Sù nó bị sốt nhẹ cho nên là bác sĩ không có cho hai mẹ con ở chung một phòng. Bé Sù phải vào cái khu đặc biệt để cho bớt sốt thì mới cho hai mẹ con gặp nhau.
mà không dừng ở đó đâu mọi người. Tại vì Duyên quá mệt rồi, vừa đói vừa mệt nữa, cho nên khi xanh xong á, khi mình nằm xuống thì Duyên cảm thấy là không có gì hết, không có chóng mặt, không có cảm thấy mệt gì hết, thì Duyên mới xin là giờ y tá là cho Duyên đi vệ sinh một mình. Thì khi mà Duyên đi vài bước tới cửa phòng vệ sinh thôi là xỉu mọi người ơi, xỉu một cái rầm. Lúc đó là Duyên không biết chuyện gì xảy ra, giống như là mình nhắm mắt mở mắt xong rồi nằm ở dưới đất rồi đó mọi người. Trời mũ quá, chân bích này nó mũ nhiều quá mọi người. Thì Duyên chỉ nhớ là khi mà Duyên mở mắt ra thì Duyên nghe cái cô y tá ở trong phòng kêu thất thanh, dính tay con khoan đợi mami, kêu bác sĩ với những người y tá khác đến để giúp Duyên đỡ lên giường đó mọi người. Duyên cũng không phải cái dạng nhẹ đâu mọi người, cho nên là lúc đó là gần 10 người á, bác sĩ với y tá luôn vào thì đỡ Duyên lên băng ca, chuyển thẳng xuống khoa tim luôn mọi người. Tại vì là thấy là tim của Duyên đập không có đều á. Xong rồi ở dưới khoa tim thì mọi người biết là thường thường là người già và những người bị bệnh tim là nặng lắm mọi người, cho nên là người ta không có cho em bé, không có cho em bé, đặc biệt là những em bé mới sinh á, ở trong những cái khu đó. Cho nên là suốt cái quá trình Duyên nằm ở dưới đó là Duyên không có được gặp con Duyên luôn, mặc dù bé Sù của ngày hôm sau là nó đã hết sốt rồi mà Duyên vẫn không được gặp con luôn mọi người. Chỉ có chồng Duyên á, chồng Duyên vào thăm lên thay tã cho bé Sù uống sữa, thì chồng Duyên có FaceTime gọi điện thì Duyên có thấy được mặt bé Sù, nhưng mà vẫn không được, chưa được ôm con trong tay luôn mọi người ơi. Bây giờ nhắc lại buồn lắm. Xong rồi Duyên mới xin những cái cô y tá ở dưới, tại vì người ta nói là trường hợp này chưa bao giờ xảy ra mọi người, không có bà đẻ nào mà vừa sinh xong rồi bị đẩy thẳng xuống xuống cái khoa tim như vậy hết á. Cho nên là thì người ta cũng có chăm trước, và cuối cùng thì cái giờ mà vắng đó mọi người, vắng bệnh nhân á, và không có nhiều giờ bệnh viện đã đóng cửa đó, thì bác sĩ mới quyết định là cho em bé xuống thăm. Nó rất khó mọi người.
lớn cái cân nặng đó là Duyên nghĩ là nằm trong cái đầu của nó mọi người ơi. Bé Sù sinh ra cái đầu chà bá lửa, cái đầu vô cùng bự nha mọi người. Bởi vậy 3 tiếng rưỡi mới ra. Sau cái lần sinh đó thì sợ mọi người ơi, nói là chắc là một đứa thôi, không có đứa thứ hai đâu. Nhưng mà sau 1-2 năm á, mình thấy con nó lớn lên, dễ thương. Xong rồi mình cũng thích nha mọi người, nói là chắc là đứa thứ hai á. Nhưng nghe nói là sinh rất là dễ. Bà nội chồng của Duyên á, bà có tới 5 người con gái mọi người. Thì bà nó nói với Duyên là chỉ có đứa đầu nó khó như vậy thôi, đứa thứ hai vô 5 phút là ra. Thì cũng hy vọng là như vậy, tại vì Duyên cũng muốn có thêm ít nhất nha mọi người, ít nhất là thêm một đứa nữa. Và hy vọng sẽ là con trai. Tại vì có gái có trai. Duyên nghĩ là nếu như mà Duyên sinh con gái nữa là sinh, có nguy cơ là Duyên sẽ làm thêm một đứa nữa mọi người. Nhưng mà nếu đứa thứ ba vẫn là con gái thì chắc là dừng lại thôi, không đủ gạo để nuôi. Căng nữa hả? Cái tay thở của con đâu rồi? À, sao con dục dữ đó? Con không thích nữa hả? Cái sườn nó thì nghe trái này trái gì con? Trái gì? Trái mít. Hả? Trái mít. Trái mít nó này là nữa. Trái mít. Giỏi. Sù nó rất thích ăn mít mọi người ơi, nhưng mà nó rất là ghét sầu riêng. Hả? Trái mít. Dạ. Thì nghĩa là video hôm nay cũng sẽ kết thúc ở đây. Chắc cũng khoảng gần 1 tiếng nữa Duyên mới gỡ xong trái mít này. Đây là chỉ là nửa trái thôi mọi người. Thì sợ quá rồi, chắc mai mốt không có mua mít ăn nữa. Nhiều mũ quá mọi người coi nè. Rất là nhiều sơ. Cái này nó không có ngon, người thấy gai nó còn nhỏ, nó vẫn chưa có nở hết. Nó là nhiều sơ và nhiều mủ. Không mua nữa. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Duyên cũng như là bé Sù. Vào thứ năm thì Duyên dự định là sẽ quay video Duyên đi chợ nha mọi người. Đi chợ trong mùa dịch để cho mọi người xem thử, mọi người biết để là trong mùa dịch thì đi chợ nó sẽ như thế nào và nó sẽ khác những ngày bình thường như thế nào mọi người nha. Thì mọi người hãy đón chờ video mới của Duyên, và nếu như mọi người chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký ngay bây giờ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa và gặp mọi người ở video